Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị bạn đến với công ty trách nhiệm thiết bị khoa học Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được trên tay cũng như là hướng dẫn sử dụng cho các bạn cái đồng hồ đeo giày của hãng Mitojo. Cái mã mình đang cầm ở trên tay đây là 54735. Thì cái sản phẩm này luôn có sẵn tại công ty thiết bị khoa học Kiên. Trên tay mình đây là cái đồng hồ đo độ dày của hãng Mitutoyo, model đặt hàng là 54735. Thì cái sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản, có cái mã như trên hộp này người ta để là 54735, made in Japan đó. Thì được đóng gói như thế này, trong cái hộp ngoài cái bìa một cái giấy cái thương hiệu của hãng Mitutoyo thì nó luôn như vậy. Rồi bên trong là một cái hộp đựng bằng nhựa như thế này các bạn, rất là đẹp. Rồi bên trong hộp nó sẽ bao gồm thứ nhất là cái hộp đựng này, kèm theo đấy là một cái sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Trong này họ chỉ cho chúng ta những cái giao thức cũng như là kết nối pin hoặc là những cái cảnh báo khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Kèm theo đấy là một cái sách hướng dẫn sử dụng nhanh, đó, một cái catalog hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng Nhật luôn, và một cái giấy sử dụng nhanh hơn nữa để các bạn có thể dán bất cứ nơi đâu, cách sử dụng cũng như là set cho cái Mitojo này. Rồi kèm theo đấy là một cái giấy test chính hãng đến từ hãng Mitojo, cái này có dấu luôn và có chữ ký của cái nhà sản xuất trên này, thì bao gồm cái giấy chính chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đây là một cái sách cảnh báo lưu ý những cái khi sử dụng pin hoặc là những cái tiêu chuẩn an toàn được chính hãng từ hãng Mitutoyo. Rồi và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta này, kèm theo đấy là cái pin. Cái pin này có cái mã là SR44SW, HG là 0%, pin 1.55V, sản xuất tại Mitutoyo, made in Japan nha các bạn, chính hãng luôn. Ở đây là cái đồng hồ chính của chúng ta, bọc trong thêm một cái bịch như thế này nữa. Đó. Rồi đây là cái sản phẩm chính, Mitojo code là 54735. Trên đây là cái màn hình hiển thị cũng như là các cái phím bấm bật mở nguồn, chọn các cái chế độ hoặc cả phím set chúng ta clip lại. Đây là cái chỗ để chúng ta kết nối với lại cái bộ phận chép dữ liệu này, nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ đậy lại. Đó, ở đây là cái khu vực để chúng ta kết nối với pin. Đó, chỗ này kết nối với pin. Đây là cái khu vực để chúng ta để các cái cặp ngàm khác trong này, nằm ở đây. Code 54735. Thì cái sản phẩm này nó có cái giá trị đo là 0.01, cái phạm vi đo là từ 0 đến 10 mm, độ chia là 0.01. Chiều sâu của ngàm đo các khu vực này là 30 mm, độ chính xác của nó là cộng trừ 20 microdom. Lực đo có thể tác động từ cái tay cầm của chúng ta như thế này là từ 1.5 newton, hoặc có thể nhỏ hơn trên cái giá trị mà chúng ta xác định. Rồi để sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ kết nối với lại pin cho thiết bị. Máy thì rất là đẹp, cái màn hình nó rất là sắc nét. Đó, nhìn như thế này. Vừa rồi mình đã trên tay cũng như là hướng dẫn sử dụng cho bạn cái đồng hồ đo độ dày của hãng Mitojo, model là 54735. Thì sản phẩm nó có cái thang đo từ 0 đến 10 mm. Thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website maydothinghiem.com.vn hoặc là khangkien.com.vn, cũng như là nhắn tin Zalo, Viber, Facebook như tôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.